Nếu bạn có nhu cầu mua nick Hoàng Nạp Quân Huy, liên ngay shop.tng.vn, shop chính chủ nhất của kênh Tràm Game. Nếu gặp bất kỳ sự cố gì, các bạn sẽ được bồi hoàn lại 100% giá trị nhé. Xin chào tất cả anh em. Các bạn đã làm nhiệm vụ để nhận 8 bộ trang phục free tùy chọn chưa? Đúng vậy, event chính thức bắt đầu từ ngày 13 tháng 10, tức là hôm nay nha anh em ơi. Hãy bắt đầu ngay để nhận cho mình các bộ trang phục bậc S hoàn toàn free nào. Đó là cái link S sẽ để ở phần mô tả quà tặng.linhquân.grena.vn. Đừng có bấm vào link linh tinh nha anh em, kẻo mất nick đồ đệ kêu oan. Hiện tại thì anh em thấy được rằng S đang có 15 điểm. Và nhiệm vụ đấy ạ, đăng nhập vào game chúng ta nhận 15 điểm. Hạ hoặc là hỗ trợ được 15 điểm. Tìm kiếm BH 10 điểm. Và tổng cộng một ngày các bạn sẽ kiếm được 75 điểm. Như vậy, để đạt đủ 300 điểm, đổi lấy 8 bộ trang phục tùy chọn, có 4 bộ bậc S anh em ơi, thì các bạn phải làm hoàn thành liên tục trong 4 ngày. Đầu tiên là các bạn tìm bài hát nhá. Ví dụ như là bài này chẳng hạn. Không có anh em ạ, không có luôn. Một cái bài khác nào. Trời ơi, hình như là người ta chỉ làm mấy cái bài tên nó quốc dân như sao ấy anh em ạ. Bài này cũng không có luôn anh ạ. Bài làm sao có được. Thử bài anh xem nào. Hình như là Sunny Hạ Linh hát phải không anh em? Có phải Sunny không nhỉ? Em hình như là nhớ nhầm hay sao ấy. Thử tên khác nha anh em ơi. Các bạn hãy thử nhập cái tên của các bạn vào xem là có không. Tên của S chắc chắn là không có rồi. Nên em cũng chả phải tìm làm gì. Tại vì đợt trước cũng có anh em ạ. Đợt trước cũng cái loại event như vậy. Tức là tên bài hát vào ngày Valentine rồi anh em. Để mà đổi và lấy cái bộ trang phục của Theonat và Arthur. Thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục tên bài hát khác. À, tên Ly có này anh em ơi. Bạn nào có tên ở trong cái bài hát này đừng quên là comment ngay dưới video đây nào. Và đương nhiên rồi, để mà hoàn thành được các bạn phải chia sẻ cho anh em ơi. Đây, các bạn thấy ạ, chia sẻ bài hát nhận thêm 20 điểm. Hiện tại mình đang có 25 điểm nha anh em. Bây giờ chúng ta chia sẻ nào. Bấm một cái phần chia sẻ nha anh em. Đó, bài hát nổi lên nha anh em. Nổi lên là chúng ta chia sẻ thôi. Lựa chọn là chia sẻ Facebook. Nếu mà ngày nào các bạn đều chia sẻ đấy ạ, thì sẽ khiến cho bạn bè của bạn cảm thấy ức chế. Nên em quyết định là để ở phần chỉ mình tôi. Đó, anh em chưa? 45 điểm rồi, anh em nhớ là nhiệm vụ này hàng ngày vào 23 giờ đều reset nha anh em ơi. 23 giờ đều reset. Nên các bạn khi mà xem xong clip này, hãy mau mau vào thực hiện đi ạ. Các bạn mà không thực hiện qua giờ là các bạn sẽ chậm nhận được cái nhiệm vụ đó. Tại vì các nhiệm vụ này cực kỳ đơn giản anh em ạ. Chả phải chia sẻ mảnh các kiểu gì cho mệt mỏi cả. Cái nhiệm vụ này để nhận chìa khóa là vào ngày 20 tháng 10 các bạn mới có nhá. Thể lệ thì có ở đây rồi. Cực kỳ đơn giản thôi. Các bạn có thể vào làm một trận game, hạ hoặc là hỗ trợ sẽ được. Và khi các bạn đủ 300 điểm, các bạn sẽ đổi lấy cái lương trang phục free nha anh em ơi. Và vào ngày 20 tháng 10, các bạn sẽ nhận thêm. Đúng vậy, nhận thêm. Chia sẻ trang này, chia sẻ trang nhận được cái gì đây. Bạn chia sẻ thành công nhưng mà may mắn lần sau nhá. Trời đậu, ít ra phải cho một cái đăng một tí điểm gì cho chứ. Sau đây là một trong 8 bộ trang phục mà S và các bạn cùng lựa chọn nhé. Đầu tiên là quận chúa đế chế. Vâng, đây là bộ trang phục bậc S nha anh em ơi. Có thể nói là cực chất. Mặc dù hiện tại Butter hơi bị thấp thế một chút rồi, nhưng mà sức mạnh là còn nha anh em. Vậy nên chúng ta không vấn đề gì phải lo lắng cả. Vẫn còn vét mạng sẽ là ok anh em ạ. Chẳng qua giờ ta người ta thích chơi cái vị tướng khác thôi. Và bộ trang phục tiếp theo không để anh em phải thất vọng là chính là Natalia có nháy nhí nhảnh. Sắp tới thì Natalia lại còn chuẩn bị thêm cái bộ trang phục bậc S anh em ạ. Mình đang rất là chờ mong đây. Bộ trang phục này là màu tím nha anh em. Tất cả đều chuyển sang màu tím. Nói chung là khá đẹp. Đợt này cả dáng vẻ khá là hào phóng. Khi mà tặng toàn là cái bộ trang phục là phái nữ thôi anh em ạ. Và Emily đặc công nhện đỏ. Bậc S tiếp nha anh em.
20 tháng 10 mà anh em, toàn là các skin mà các bạn gái thích thôi. Bản thân S thì có khá nhiều skin rồi, hy vọng là có thể là loại ra skin nào đó mình chưa có được, điều mà mình đang rất là chờ mong thôi. Police, xem nào. Vâng, đó chính là Fio, phi công trẻ. Đây là bậc A nha anh em, bậc A thôi nhưng mà nhìn rất là chất. Được cái ngoại hình anh em ạ. Các bạn đã chuẩn bị lựa chọn cho mình trang phục gì rồi? Và đương nhiên không thể thiếu được, đó chính là một vị tướng rất là quen thuộc với anh em, Vera, quá phụ giả kim. Thật là tuyệt vời anh em ạ. Bản thân S chưa có bộ trang phục này. Vậy là cuối cùng một event nào đó của gà rán, S đã chính thức nhận được trang phục rồi. Chứ mọi khi là S ấy toàn phải nhận mấy cái thứ linh tinh thôi. Còn bây giờ cuối cùng thì S đã có thể là hân hoan với một cái gọi là sao ta, một cái sự kiện của gà rán. Mọi khi toàn nhận ruby thôi anh em ạ. Bây giờ cuối cùng được nhận trang phục rồi. Trời ơi, tuyệt vời. S sẽ cố gắng cày lấy 300 điểm và đổi lấy cơ hội trang phục này. Rosie, thám tử tập sự. Chắc là nhiều bạn đang rất là chờ mong đến cái bộ trang phục S rồi đúng không nào? Bản thân S thì chỉ cần cái quá phụ giả kim đi thôi, tăng thêm một trang phục khác để cho vị tướng Vera. Khá là chất nha anh em. Như vậy là nếu các bạn vào ngày 20 tháng 10, các bạn chỉ cần cày đủ điểm để mà đổi lấy cái xích thôi. Và đây là bộ trang phục kế tiếp cho chàng Hồ Quý Phi nhá. Tức là event của vị tướng tắc kè kia chỉ có trong 6 ngày. Nên các bạn nếu mà một ngày mà có thể cày hết tất cả nhiệm vụ đấy ạ, thì theo S thì nó sẽ được hoàn thành luôn thôi. Là các bạn sẽ nhận được luôn vị tướng đó. Nên S nghĩ và tin chắc rằng sẽ rất là nhiều bạn cày thần tốc để mà có thể nhận được cái vị tướng đó. Tắc kè hoa mà anh em, cầm vào đấu ranh và tàng hình trong đội luôn. Ninja xanh lá. Vâng, bộ trang phục mà chúng ta đang rất là chờ mong. Mặc dù là không có bất kỳ hiệu ứng gì nhưng mà nhìn rất là đẹp và chất chơi anh em ạ. Đó là tất cả các bộ trang phục mà các bạn sẽ được tùy chọn hé lộ cho anh em các sự kiện. Và các bạn hãy chuẩn bị thời gian và công sức cùng cày và nhận các phần quà tuyệt vời từ gà rán nào. Sau đây là một chút highlight về vị tướng Grixi. Oh,
để ủng hộ F, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.